Chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã được một thỏa thuận phút chót cho ngân sách chi tiêu năm 2024. Theo đó, chính phủ Đức có kế hoạch tập trung ưu tiên ngân sách cho việc viện trợ Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết nước này cần phải phản ứng trước các chuyển biến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine để bảo vệ an ninh biên giới và châu Âu, đặc biệt trong tình hình hiện tại khi các quốc gia đồng minh khác cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Berlin sẽ cần phải tái cơ cấu lại các khoản thu chi để tạo ngân sách viện trợ cho Kiev. Đức thậm chí có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp để tăng cường viện trợ cho Ukraine khi cần thiết. Kế hoạch này của Thủ tướng Đức đã vấp phải những chỉ trích kịch liệt từ các chính trị gia đối lập. Bốn thành viên nội các trong chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đệ đơn từ chức ngày hôm nay giữa lúc áp lực dư luận gia tăng vì sự liên quan của họ tới bê bối gây quỹ chính trị. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Kishida thông báo cải tổ nội các vào tối muộn ngày hôm qua. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cùng Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nông nghiệp Ichiro Miyashita và Bộ trưởng Nội vụ Junji Suzuki đồng loạt đệ đơn từ chức ngày hôm nay và đã được Thủ tướng Kishida chấp thuận. Nhiều vấn đề hiện đang được nêu ra liên quan đến các quỹ chính trị và khiến người dân mất lòng tin vào chính phủ. Nhiều vấn đề khác nhau cũng đã được đưa ra về báo cáo gây quỹ chính trị của riêng tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định từ chức khỏi vị trí tránh văn phòng nội các để tránh sự chậm trễ trong quá trình chính sách. Bốn bộ trưởng nói trên đều thuộc phái lớn nhất và quyền lực nhất trong Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền. Các công tố viên đang điều tra những quan chức này với cáo buộc không báo cáo hàng triệu yên nhận được trong hoạt động gây quỹ. Vụ bê bối được đưa ra ánh sáng sau khi có đơn khiếu nại hình sự cáo buộc những quan chức này đã báo cáo thấp thu nhập của họ từ các sự kiện gây quỹ chính trị. Sự xáo trộn này khiến Thủ tướng Kishida phải tiến hành cải tổ nội các lần thứ 3 trong hơn một năm qua, trong khi tỷ lệ cử tri ủng hộ ông liên tục giảm. Anh, Nhật Bản và Italy vừa ký hiệp ước nhằm thiết lập chương trình nghiên cứu phát triển tiêm kích thế hệ mới. Theo tuyên bố chung được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ba nước, mục tiêu của chương trình là chế tạo máy bay và đưa vào sử dụng trước năm 2035. Hai cơ quan điều hành liên kết và cơ quan chỉ đạo công nghiệp sẽ được đặt tại Anh do các lãnh đạo tới từ Nhật Bản và Italy quản lý. Chương trình đặt mục tiêu chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh với tính năng nổi bật là radar tối tân, có khả năng cung cấp lượng thông tin lớn gấp 10.000 lần các hệ thống hiện đại. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Đây là lần đầu tiên các nhà hoạch định chính sách đưa ra dự báo không tăng thêm lãi suất kể từ tháng 3 năm 2021. Theo đó, Fed thống nhất giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25% đến 5,5%, đồng thời dự kiến sẽ có ít nhất 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Sau quyết định của Fed, thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã có những động thái tích cực. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng vọt hơn 400 điểm, lập kỷ lục mới trong phiên ngày 13 tháng 12, trong khi các chỉ số ở thị trường châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm. Động thái giữ nguyên lãi suất và kỳ vọng giảm trong năm tới được xem là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời tác động lớn đến thị trường toàn cầu. Chính phủ Thụy Sĩ mới đây đưa ra đề xuất cắt giảm viện trợ hàng trăm cho chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc. Đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải những chỉ trích từ phía Liên Hợp Quốc. Giám đốc chương trình cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn ở Palestine đã cảnh báo tình trạng thiếu kinh phí nghiêm trọng của cơ quan này, khiến chất lượng dịch vụ của tổ chức bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh, đảm bảo quyền lợi người tị nạn không chỉ là trách nhiệm của tổ chức nhân đạo, mà còn là trách nhiệm của các nhà tài trợ và nước sở tại. Phát biểu được đưa ra sau khi Hạ viện Thụy Sĩ cắt giảm khoản đóng góp hàng năm gần 23 triệu đô la Mỹ cho chương trình cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn ở Palestine, vì cho rằng cơ quan này thiếu tính khả quan. Hãng sản xuất ô tô Tesla mới đây đã đưa ra lệnh thu hồi đối với tất cả các phương tiện được bán ra trong lãnh thổ Mỹ. Theo kế hoạch, hơn 2 triệu chiếc xe Tesla sẽ nằm trong diện thu hồi. Đây là động thái sau khi Cơ quan Quản lý An toàn Mỹ kết thúc cuộc điều tra dài 2 năm về các vụ tai nạn liên quan tới chế độ tự lái không hiệu quả của dòng xe này. Các phương tiện Tesla bị thu hồi sẽ được hãng cập nhật lại phần mềm và sửa lỗi hệ thống liên quan đến chế độ tự lái. Phần mềm được sửa đổi sẽ tăng cường cảnh báo cho lái xe và thậm chí giới hạn các khu vực người điều khiển phương tiện được phép kích hoạt chế độ tự lái, giúp đảm bảo an toàn chặt chẽ hơn.